Xin chào quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui, chúng tôi đang có mặt tại ấp Mỹ Khánh ở huyện Củ Chi. Thì hiện tại là chúng tôi hôm nay là đang có cái chương trình mà trải nghiệm xe điện 4 bánh, xe điện 3 bánh và xe lăn điện. Thì hôm nay chúng tôi đang tới một cái nhà khách hàng và chúng tôi đã cho khách hàng trải nghiệm và khách hàng cũng đã đặt các sản phẩm của chúng tôi. Và nếu mà quý vị đang có nhu cầu cho người thân của mình, tức là người thân của mình lớn tuổi hoặc là người già hay là những người mà khuyết tật hoặc là có thể sau tai biến cần một chiếc xe điện để có thể là di chuyển, thì Thanh Tuấn Medical sẽ là một cái nơi uy tín để có thể là cung cấp cho quý vị những cái mẫu xe để có thể quý vị có thể trải nghiệm và có thể là đặt mua và sử dụng. Và chúng tôi có chính sách là giao hàng toàn quốc và bảo hành chính hãng cho quý vị, và có những chính sách ưu đãi nhất với cái giá mà thành hợp lý. Một lần nữa thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Và nếu mà quý vị có quan tâm hoặc cần hỗ trợ thì quý vị có thể liên lạc cho chúng tôi số máy là 0937 679 272. Một lần nữa chúc quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và an vui.